loạt tài khoản mạng xã hội của Negap biến mất giữa lùm xùm đời tư. Các tài khoản mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, Thread của Negap bất ngờ biến mất trong lúc nam rapper đang bị chỉ trích dữ dội vì scandal đời tư. Negap là tâm điểm chỉ trích bởi loạt lùm xùm chia sẻ chuyện bỏ học tại concert Anh Trai Say Hi cho đến việc bị khui lại quá khứ điều hành nhóm Facebook có đề tài nhạy cảm và từng bình luận, nhận xét khiếm nhã về đàn anh, đàn chị trong nghề. Tối ngày 2 tháng 10, cộng đồng mạng phát hiện các trang cá nhân của Negap tại những nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, Thread đều không còn được tìm thấy. Trên Facebook chỉ còn hiển thị fanpage Negap, nơi anh chia sẻ bài xin lỗi vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 10. Đây cũng là động thái hoạt động mạng xã hội gần đây nhất của nam rapper. Nhiều người cho rằng Negap đã khóa, ẩn toàn bộ tài khoản mạng xã hội sau những ồn ào đời tư. Trước đó, lượng người theo dõi trang cá nhân chủ nhân hiếp mình anh thôi cũng giảm mạnh khi từng phút về anh lần lượt bị công khai rầm rộ. Tình trạng trang Instagram của Negap tính đến sáng ngày 3 tháng 10. Tính đến nay, Negap vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Chuỗi scandal của anh khởi đầu từ phát ngôn "Mẹ ơi! Mẹ thấy đúng chưa? Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 28 tháng 9. Câu nói trên của Negap nhanh chóng làm dậy sóng dư luận, từ khóa về anh và tuyên bố "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" nằm trong top tìm kiếm, nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Đông đảo bình luận ném đá, Negap thiếu suy nghĩ, tác động xấu đến giới trẻ, cổ vũ hành vi bỏ học, trong khi phần lớn người xem tại concert Anh Trai Say Hi cũng như fan của chính anh đều đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Hình tượng Negap tụt dốc không phanh vì loạt lùm xùm đời tư chấn động. Trong bài viết xin lỗi, anh khẳng định đây thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của mình. Ngay sau đó, Negap cũng có động thái xin lỗi và đính chính, nhưng bị nhiều khán giả cho là thiếu chân thành, khó chấp nhận. Từ đó, những lùm xùm trong quá khứ của anh lần lượt bị y đào gây lại. Dân mạng bức xúc khi phát hiện thành viên tổ đội ghét đần từng điều hành một nhóm Facebook gọi là Y Khăn Giấy Ước. Nhóm này được lập từ năm 2020 và thường chia sẻ nội dung nhạy cảm. Đặc biệt, nhiều sao Việt như Trung Quân Idol, Orin, Tùng Maru, Quỳnh Tú, Minh Lai, Lena cũng bị réo tên vì có mặt hoặc từng tương tác trong nhóm Y Khăn Giấy Ước. Ngay sau đó, Orin, Trung Quân Idol, Tùng Maru, Lena lên tiếng giải thích hoặc đăng bài xin lỗi. Negap, trang phục màu vàng, có nhiều tiết mục trong concert Anh Trai Say Hi. Bên cạnh đó, hình tượng của Negap trong mắt công chúng càng tệ hơn khi anh bị khui lại những bình luận, nhận xét khiếm nhã về đàn anh đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền trên mạng xã hội trong quá khứ. Trong bài đăng xin lỗi gần đây nhất trên trang fanpage, Negap bày tỏ bản thân nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình, anh viết. Đồng thời, ngôi sao sinh năm 2001 này xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, lời xin lỗi của anh không làm dịu được làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Khăn giấy ướt là gì mà khiến Negap cùng các sao Việt phải công khai xin lỗi? Trước khi rơi vào tình trạng ngây phốt chồng phốt, Negap được hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng, có lịch trình đi diễn nhiều nơi. Song, sau loạt scandal chấn động, hình ảnh của anh lặng lẽ biến mất khỏi nhiều bản quảng cáo, poster sự kiện. Nhiều khán giả phỏng đoán Negap giữa làn sóng tranh cãi sẽ phải vắng mặt tại concert Anh Trai Say Hi đêm 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tới.